Thưa quý vị và các bạn, vụ án phố Ôn Như Hầu là vụ án xảy ra tại Hà Nội năm 1946. Sở Công an Bắc Bộ điều tra và thu thập được nhiều chứng cứ, bao gồm các vũ khí, xác chết và phòng tra tấn tại trụ sở Việt Nam Quốc Dân Đảng, chứng tỏ tổ chức này đã âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó, lập chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu phá vỡ âm mưu này. Cùng xem lại chi tiết vụ án chấn động lịch sử này trong video ngay sau đây. Tháng 8 năm 1945, ngay sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, Việt Minh thực hiện cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành chính quyền trên cả nước, buộc lực lượng quân quản Nhật và chính quyền các địa phương của đế quốc Việt Nam, một trong các chính quyền bù nhìn của Nhật tại Đông Dương, phải bàn giao quyền lực. Các đảng phái khác theo chủ nghĩa quốc gia như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc, cũng nổi dậy ở một số nơi để tranh giành quyền lãnh đạo nước Việt Nam độc lập với Việt Minh, nhưng không thành công do không có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đế quốc Việt Nam không chống lại các lực lượng này mà chấp nhận chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Thời điểm này, Việt Minh có những xung đột quân sự với Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng tại một số địa phương ở miền Bắc do các lực lượng này chủ trương ủng hộ thực dân Pháp quay lại tái xâm lược Việt Nam. Sau khi Việt Minh giành chính quyền từ tay chính quyền Đế quốc Việt Nam, một bù nhìn của Nhật tại nhiều địa phương, Vua Bảo Đại cũng chấp nhận thoái vị. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Quảng trường Ba Đình. Chính phủ mới của Việt Nam còn rất non yếu và phải đối diện với nhiều khó khăn chồng chất. Sự tàn phá cướp bóc trong 80 năm thống trị của Pháp rồi đến Nhật đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Hơn 2 triệu người chết đói, 95% dân số mù chữ. Nhà nước mới phải gánh vác những nhiệm vụ to lớn nhưng ngân khố thì trống rỗng. Ở miền Bắc, 20 vạn quân tưởng do Mỹ giật dây vào tước vũ khí quân đội Nhật, thật ra là xâm lược nước ta và quyết tâm đánh đổ chính phủ Việt Minh cho một chính phủ bù nhìn thân Mỹ tưởng lên thay. Ở miền Nam, Anh ủng hộ thực dân Pháp đánh chiếm lại Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ, đồng thời có kế hoạch chiếm lại cả Đông Dương. Dựa vào thế chủ, bọn phản cách mạng trong nước, bọn thân Mỹ, thân tưởng, thân Pháp ra sức phá hoại hoành hành. Có bọn đã cướp chính quyền ở địa phương, lập căn cứ địa chống Việt Minh, chống chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Có bọn tiến hành phá hoại ở các thành phố và xí nghiệp. Tình thế lúc bấy giờ quả là nghìn cân treo sợi tóc. Khi 20 vạn quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch vào Việt Nam giải giáp vũ khí quân Nhật theo sự phân công của phe đồng minh, Bộ phận Hải ngoại ở Trung Quốc của Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng theo quân tưởng về Việt Nam. Lực lượng quân đội Trung Hoa Dân Quốc mang theo kế hoạch diệt cộng cầm hồ của Tưởng Giới Thạch nhằm ủng hộ các đảng phái quốc gia thành lập một chính phủ thân Trung Hoa Quốc Dân Đảng tại Việt Nam. Từ cuối tháng 6 năm 1946, qua nguồn tin cơ sở, nhà công an Trung ương đã phát hiện bọn Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, gọi tắt là Việt Quốc, câu kết với thực dân Pháp đang âm mưu bạo động cướp chính quyền. Một kế hoạch truy quét tất cả trụ sở của bọn phản động ở Hà Nội và các vùng lân cận để khám phá âm mưu đen tối của chúng được vạch ra. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng cho ý kiến chỉ đạo kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng là đúng, nhưng phải có đủ chứng cứ. Đây là vấn đề rất quan trọng, có quan hệ đến vận mệnh của đất nước. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước, lúc này Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn chính phủ ta đang ở Pháp. Và đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng đoàn chính phủ, Chủ tịch Kháng chiến, Ủy viên Hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng yêu cầu nhà công an Trung ương phải thu thập bằng được chứng cứ, trấn áp dứt điểm, nhưng không được mắc mưu khiêu khích của chúng. Thượng tá công an Trần Duy Hiển là một người bám sát nhiều nhân vật trong các vụ án nổi tiếng. Ông không chỉ trò chuyện với nhân vật tại thời điểm đó mà còn theo sát nhân vật đến cuối đời. Ông cũng là một trong số rất ít người am hiểu tường tận về vụ án Ôn Như Hầu, ông kể lại. Cuối tháng 6 năm 1946, lãnh đạo nhà công an Trung ương đã nhận được thông tin các đảng phái phản động câu kết với quân Pháp đang giáo diết thực hiện kế hoạch gây rối, lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh. Nguồn tin được phối kiểm và giao cho hai điệp viên là H120 và C3 của ta cài trong hàng ngũ địch làm rõ. Theo đó, Pháp sẽ tổ chức diễu binh trên một số đường phố Hà Nội dịp Quốc khánh Pháp là ngày 14 tháng 7.
Quốc dân đảng sẽ bố trí người ném lựu đạn vào tốp lính da đen đang diễu binh. Nhân đó, phía Pháp sẽ đổ lỗi cho Việt Minh khiêu khích, không giữ được trật tự trị an và dùng quân đội đang diễu binh để tấn công vào các vị trí trọng yếu của chính quyền cách mạng, vây bắt cán bộ cao cấp của chính phủ, đồng thời thành lập một chính quyền tay sai. Lúc này, điệp viên C3 báo tin tại trụ sở của Quốc dân đảng số 132, phố Duy Vinho, nay là Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Bọn phản động đang in truyền đơn. Đến ngày 11 tháng 7 năm 1946, C3 báo tiếp một tin quan trọng là từ ngày 12 tháng 7, Quốc dân đảng sẽ phân tán lực lượng, rút vào bí mật, chuẩn bị tiến hành bạo động tại Hà Nội và một số nơi khác. Tối ngày 11 tháng 7 năm 1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp nghe Nha Công an Trung ương báo cáo âm mưu và kế hoạch hoạt động của địch. Thông báo thêm những tin tức mà Bộ Tổng Tham mưu nắm được về hoạt động của quân đội Pháp thời gian này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp. Ở nhà, nếu có xảy ra va chạm giữa ta với quân đội Pháp hoặc với bọn Quốc dân đảng, thì phải giải quyết hết sức thận trọng. Việc lớn cần bóp nhỏ lại, việc nhỏ không cho phát triển thành lớn, phải dĩ bất biến, ứng vạn biến. Chừng 8 giờ tối ngày 11 tháng 7 năm 1946, đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương, triệu tập các đồng chí Bùi Đức Minh, Nguyễn Tạo, Lê Hữu Qua, họp, bàn, ngăn chặn kịp thời không để kẻ địch thực hiện âm mưu hiểm độc của chúng. Cuộc họp kéo dài đến khuya đã đi đến quyết định phải bí mật đột nhập trụ sở 132, phố Duy Vinho để lấy tài liệu, truyền đơn phản động. Đúng 2 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 1946, một tiểu đội trinh sát và cảnh sát xung phong được chọn trong số những người gan dạ, giỏi võ, do các đồng chí Nguyễn Tạo, Lê Hữu Qua chỉ huy, xuất phát từ trụ sở Công an Bắc Bộ bí mật, bất ngờ đột nhập vào nhà số 132 Duy Vinho, nhanh chóng bắt gọn gần 20 tên phản động. Tại đây, ta đã thu giữ máy in, súng, lựu đạn và nhiều tài liệu phản cách mạng mà chúng vừa in xong, chất đầy một xe cam nhông. Đặc biệt, ta thu được kế hoạch đảo chính phủ Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch này, thì đến ngày 14 tháng 7 năm 1946, Quốc khánh Cộng hòa Pháp, khi quân đội Pháp diễu binh qua Bắc Bộ Phủ, bọn Quốc dân đảng sẽ ném lựu đạn vào tốp lính da đen, gây tiếng nổ và đổ máu. Lấy cớ đó, Pháp đổ lỗi cho ta không giữ được an ninh trật tự, chống lại quân đồng minh trong khi diễu binh, và quân Pháp sẽ vào Bắc Bộ Phủ, bắt giữ toàn bộ chính phủ của ta, đánh chiếm các cơ quan đầu não của nhà nước, tuyên bố lập chính phủ Quốc dân đảng Việt Nam thay thế. Cùng lúc đó tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn chính phủ ta sẽ bị bắt giữ. Sau khi được lãnh đạo Nha Công an Trung ương báo cáo, chứng kiến những tài liệu hiện vật mà công an vừa thu giữ được, thấy rõ âm mưu hiểm độc của bọn Đại Việt, Việt Quốc, cụ Huỳnh Thúc Kháng và đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lập tức hạ lệnh tổng trấn áp, quét sạch bọn phản động ở thủ đô và các địa phương khác. 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7, lực lượng công an cùng lúc khám xét nhiều trụ sở của bọn Việt Quốc và Đại Việt ở Hà Nội. Tại 3 trụ sở của chúng ở các khu vực Hồ Thiên Quang, bọn phản động dùng súng trung liên chống lại. Công an phối hợp với tự vệ chiến đấu, đặt hỏa lực từ các nhà chung quanh uy hiếp, buộc chúng phải đầu hàng. Tiếp đó, ta đã tiến hành khám xét trụ sở của đệ nhất chiến khu Quốc dân đảng là ở nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều, thu được nhiều tài liệu phản động, dụng cụ làm bạc giả, phương tiện tra tấn, thuốc mê. Công an đã đào được 7 xác người bị chúng giết chôn trong vườn, có những xác chết bị chặt thành nhiều khúc. 2 người bị chúng bắt cóc đòi tiền chuộc nhưng được cứu thoát vào đúng lúc chúng địch đem ra thủ tiêu. Tại đây, tên Phan Kích Nam, tức là Phan Xuân Thiện, cầm đầu đệ nhất chiến khu, lấy danh nghĩa đại biểu quốc hội tỏ ra ngoan cố, gây khó khăn cho ta, nhưng cuối cùng đã bị các chiến sĩ công an mưu trí bắt gọn. Cụ Huỳnh Thúc Kháng và đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng đã tới số nhà số 7 phố Ôn Như Hầu để chứng kiến tội ác của bọn phản động. Ngay từ sáng sớm ngày 13 tháng 7, tại trụ sở số 80 phố Quán Thánh, khi lực lượng công an và tự vệ đang tấn công vây bắt, bọn Quốc dân đảng chống trả quyết liệt, quân Pháp đã đưa cả xe tăng đến để can thiệp, định giải thoát cho bọn tay sai. Nhưng với chứng cứ đầy đủ và trước sức mạnh đấu tranh quyết liệt của nhân dân, chúng buộc phải rút lui. Khám xét trụ sở này, ta thu được nhiều tài liệu phản động và bắt 30 tên Quốc dân đảng. Tại trụ sở Trung ương Quốc dân đảng ở phố Đỗ Hữu Vị, nay là phố Cửa Bắc, công an còn tìm được nhiều xác người và cả những tử thi của binh lính Pháp. Trong số tài liệu ta thu giữ được có một bản kế hoạch ám sát và bắt cóc.
Theo đó thì từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 1946, bọn Quốc dân Đảng sẽ tiến hành một đợt ám sát các sĩ quan binh lính Pháp và bắt cóc phụ nữ trẻ em Pháp tại Hà Nội để đòi tiền chuộc và tạo ra những rắc rối giữa ta và Pháp. Tiếp đà thắng lợi, những ngày sau đó Nhà Công an Trung ương, Sở Công an Bắc Bộ và Ty Công an Hà Nội đã huy động gần 200 trinh sát, cảnh sát, xung phong phối hợp với một trung đội tự vệ chiến đấu, đồng loạt khám xét 41 trụ sở công khai và bí mật của bọn Đại Việt và Việt Quốc, truy bắt gần 100 tên phản động, trong đó có nhiều tên đầu sỏ nguy hiểm như Phan Kích Nam, Nghiêm Kế Tổ, Đỗ Đình Đạo, Phan Khôi, v.v. Phối hợp với hoạt động của Nha Công an Trung ương, cùng thời gian này, Công an Thái Bình cũng đã mưu trí, dũng cảm, truy bắt, xử lý hàng trăm tên phản động, góp phần đấu tranh, làm thất bại hoàn toàn âm mưu hoạt động của bọn phản động Quốc dân Đảng ở địa phương. Chiến công của lực lượng Công an Nhân dân phá vụ án số 7 Phố Ôn Như Hầu mà đồng chí Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp chỉ đạo đã đánh một đòn quyết định vào bọn phản cách mạng trong và ngoài nước đang âm mưu núp dưới các chiêu bài quốc gia, cách mạng để chống phá cách mạng Việt Nam. Thắng lợi đó củng cố thêm uy tín và sức mạnh của chính quyền mới và tạo những cơ sở chính trị, xã hội quan trọng để truy kích bọn phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng trong những ngày đầu mới giành được. Bà Lại Thị Kim Khánh, 78 tuổi, người dân phố Bùi Thị Xuân cho biết, bà từng nghe các cụ kể về vụ án tại căn nhà này. 71 năm trôi qua, dù ngôi nhà không còn nguyên bản, nhưng hàng năm, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, có nhiều đơn vị đến thăm căn nhà, nơi từng là trụ sở của ổ nhóm phản động của Quốc dân Đảng, để ghi nhớ chiến công hiển hách của lực lượng công an thời kỳ đầu. Vụ án phố Ôn Như Hầu đã chứng tỏ, trong thời khắc quyết định của lịch sử, vận mệnh của Đảng, của quốc gia dân tộc, đứng trước những thử thách sống còn, cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, bản lĩnh cách mạng kiên cường và tinh thần chủ động tiến công địch. Trong thời điểm bọn Quốc dân Đảng và thực dân Pháp đang giáo giết chuẩn bị thực hiện kế hoạch đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng, nếu lực lượng an ninh không nhanh chóng đột kích vào hang ổ của chúng để thu thập chứng cứ, thì thời cơ trấn áp không còn, cuộc đảo chính không được ngăn chặn kịp thời. Phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu không chỉ đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng mà còn làm tan rã hệ thống tổ chức của một đảng phản động có thực lực nhất lúc bấy giờ, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên trong với thế lực xâm lược bên ngoài. Vụ án phố Ôn Như Hầu đã vạch trần bản chất phản động và đập tan âm mưu đen tối của bọn Quốc dân Đảng, kẻ khoác áo cách mạng quốc gia nhưng thực chất cầu kết với thực dân Pháp để chống chính quyền nhân dân. Quốc dân Đảng tan rã, thực dân Pháp mất đi đội quân tay sai đắc lực, từ đó liên minh phản cách mạng giữa chúng đã bị phá vỡ. Có thể khẳng định, việc khám phá vụ án phố Ôn Như Hầu là đòn tấn công quyết định đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng trước khi nó diễn ra 48 giờ, góp phần củng cố chính quyền cách mạng vững mạnh.